Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của DC. Vậy là Tuyệt Thế Đường Môn đã chính thức được sửa đổi so với nguyên tác. Ở trong nguyên tác, Eli Carter đã hy sinh để cứu Vũ Hạo và Tuyết Đế. Thế nhưng trong phim hoạt hình, Đường Tam đã hồi sinh Eli Carter và đưa anh lên thần giới. Nhiều người vui mừng khi mà Eli Carter được hồi sinh bởi Đường Tam. Bởi Eli Carter là người có nhân phẩm tốt, mạnh mẽ và rất là đẹp trai. Ông xứng đáng được hồi sinh. Đối với Đường Tam thì nhiều fan hâm mộ đã ca ngợi anh vì chính Đường Tam đã hồi sinh Eli Carter. Với câu hỏi đặt ra đây là sau khi hồi sinh, Eli Carter sẽ ở lại thần giới hay là đi tìm Vũ Hạo? Và nếu bạn quan tâm về vấn đề này, hãy cùng với LTG đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay em nhé. Đầu tiên, câu trả lời đã rõ ràng. Nhiều người tò mò và muốn biết rằng sau khi hồi sinh, Eli Carter sẽ ở lại thần giới hay là đi tìm Vũ Hạo? Câu trả lời rõ ràng, Eli Carter sẽ ở lại thần giới. Có hai lý do cho điều này. Thứ nhất, trong nguyên tác của Đấu La Đại Lục phần thứ 2, Eli Carter đã chết vào thời điểm này và không còn vai trò gì cả. Đạo diễn phim hoạt hình đã có thể hồi sinh ông ta, thế nhưng không thể nào thay đổi toàn bộ cốt truyện của phần thứ 2. Vì vậy, sau khi hồi sinh, Eli Carter sẽ phải ở lại thần giới và không thể nào đi tìm Vũ Hạo. Nếu Eli Carter thật sự đi tìm Vũ Hạo, cốt truyện phần thứ 2 sẽ bị rối loạn và cấu trúc bị phá vỡ. Đạo diễn phải nghĩ ra nhiều tình tiết mới cho Eli Carter vì trong nguyên tác, ông ta đã chết. Nếu để Eli Carter tiếp tục ở bên Vũ Hạo, phải tạo thêm nhiều tình tiết. Thế nhưng điều này rất là khó nên tốt nhất là để Eli Carter ở lại thần giới. Như vậy sẽ không gây ra rắc rối gì lớn. Thần giới không phải ai cũng có thể vào. Vũ Hạo dù là nhân vật chính thế nhưng chỉ có thể lên thần giới khi mà câu chuyện gần kết thúc. Điều này sẽ không làm xáo trộn câu chuyện. Thứ hai, Eli Carter sẽ cản trở sự phát triển của Vũ Hạo nếu trở lại. Nếu Eli Carter hồi sinh và trở lại với Vũ Hạo sẽ không bao giờ trưởng thành. Ban đầu thì Vũ Hạo luôn dựa vào Eli Carter để giải quyết kẻ thù. Từ những tà hồn dư ở Minh Đấu Sơn Mạch đến hai đại thánh linh của Thánh Linh Giáo, Vũ Hạo đều nhờ Eli Carter giúp đỡ. Vũ Hạo là nhân vật chính thế nhưng mà Eli Carter lại thu hút nhiều sự chú ý hơn. Nhiều người thích Eli Carter hơn là Vũ Hạo. Vũ Hạo không có nhiều sức hút, khán giả không thấy điểm gì nổi bật ở anh cả. Nếu Eli Carter hồi sinh và tiếp tục ở bên cạnh Vũ Hạo sẽ vẫn là Vũ Hạo, chỉ biết dựa vào Eli Carter. Liệu rằng khán giả có thích Vũ Hạo hay không, chắc chắn là không. Vì vậy đạo diễn sẽ không để Eli Carter hồi sinh và trở lại bên Vũ Hạo mà sẽ để Eli Carter ở lại thần giới. Từ góc nhìn của hoạt hình, hồi sinh Eli Carter là điều tốt, dù điều này phơi bày sự giám sát và can thiệp của Đường Tam đối với nhân gian, thế nhưng cũng giúp Đường Tam thu được nhiều thiện cảm. Những người không thích Đường Tam sẽ luôn cho rằng anh sai, thế nhưng mà những người thích anh sẽ cho rằng việc cứu Eli Carter là hành động đúng đắn, việc cứu người tốt là hợp lý. Điều này không chỉ xây dựng hình ảnh tích cực của Đường Tam mà còn mang lại giá trị tích cực và ổn định cho loạt phim Đấu La Đại Lục, thật sự là hai bên đều có lợi. Ngoài ra, việc Đường Tam cứu Eli Carter cũng lấp đầy lỗ hổng ở trong nguyên tác. Eli Carter trước khi chết đã nói với Vũ Hạo rằng khi mà anh ta trở thành thần và có khả năng, hãy thử hồi sinh chính mình. Tuy nhiên nguyên tác không đề cập đến việc này sau đó. Việc Đường Tam hồi sinh Eli Carter trong hoạt hình tuy cướp đi cơ hội trả ơn của Vũ Hạo, thế nhưng lại lấp đầy một lỗ hổng lớn bên trong nguyên tác. Tránh được những điểm trừ khi mà thần giới không có Ngọc Tiểu Cương trong phần đầu tiên, cũng xem như cứu được Vũ Hạo. Trong vũ trụ của Đường Gia Tam Thiếu, Eli Carter có thể xuyên qua các thế giới khác nhau và cứu Long Hạo Thần cùng với Vũ Hạo. Điều này chứng tỏ sức mạnh của Eli Carter tồn tại và từ góc độ nhân phẩm, ông cũng không nên chết. Với một nhân vật có sức hút như Eli Carter, kết hợp với tạo hình tinh xảo trong phần thứ 2 của Đấu La Đại Lục, chúng ta gần như chắc chắn rằng Eli Carter sẽ còn có vai trò quan trọng lớn trong tương lai, có thể là trong các tình tiết của Vương Thu Nhi, thay đổi những điểm không tốt của nhân vật nữ chính, làm dịu vấn đề can thiệp của Đường Tam với con gái và con rể, có thể đều dựa vào Eli Carter. Eli Carter là lão sư thứ hai của Vũ Hạo và cũng là người thầy thứ hai rời bỏ anh. Ngoài Mục Ân, Eli Carter có lẽ là người mà Vũ Hạo tôn trọng nhất. Eli Carter là lão sư của hai nhân vật chính trong hai bộ tác phẩm. Cuộc đời của ông rất là huyền thoại và không ít người quan tâm. Không có gì ngạc nhiên khi mà có một ngoại truyện về Eli Carter. Và nếu hoạt hình được làm thành phim riêng thì cũng có nhiều nội dung để khai thác. Vậy mọi người nghĩ sao? Cuộc đời của Eli Carter có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết hay không? Hãy để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.